Hiện tại xã Yên Khương có 6 lao động đi từ các tỉnh phía Nam về đang thực hiện cách ly tập trung tại điểm trường tiểu học Khu Nưa. Cùng với việc tăng cường giám sát chặt chẽ người cách ly, xã tiếp tục tăng cường giám sát, phát hiện, nắm bắt thông tin từ cơ sở, nhất là tiếp tục phát huy vai trò của các tổ COVID-19 cộng đồng trong công tác phòng chống dịch. Được biết, để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, xã Yên Khương đã chưng dụng điểm trường tiểu học Khu Nưa làm khu cách ly tập trung của địa phương. Toàn bộ học sinh của điểm trường Khu Nưa được chuyển về điểm trường chính để học tập. Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã Yên Khương cho biết, tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo xã, lực lượng đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung đã thường trực 24/24 giờ tại khu cách ly và thực hiện giám sát chặt chẽ công dân đang cách ly tại đây. Đồng thời hỗ trợ người nhà của công dân khi đưa cơm, các đồ dùng phục vụ sinh hoạt cần thiết cho người cách ly, đảm bảo an toàn, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch. Hiện tại khu cách ly tập trung được trưng dụng tại điểm trường tiểu học Khu Nưa, Yên Khương thì đang còn 6 công dân cách ly tập trung. Và cái công tác chỉ đạo của Ban chỉ đạo xã thì thường xuyên phân công cho tổ giám sát thôn bản và phân công cho các đồng chí công an quân sự luôn phiên trực theo dõi, rồi nhắc nhở công dân thực hiện tốt biện pháp cách ly tập trung, và đặc biệt là khi người dân, người nhà đến đưa cơm thì để tại cổng khu cách ly và rửa tay sát khuẩn từng công dân ra lấy thức ăn, xong đấy là về tại vị trí phòng cách ly của mình, rồi nhắc nhở công dân là vệ sinh thường xuyên, có biểu hiện thì báo cáo cho tổ giám sát và ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID của xã để có kịp thời báo cáo về cấp trên. Còn về công dân cách ly tập trung hết thời hạn thì ban chỉ đạo xã cũng nhắc nhở là giao cho tổ giám sát cộng đồng thôn bản tiếp tục về tại nhà và hạn chế tiếp xúc với người ngoài, rồi làm tốt công tác phòng chống dịch trên địa bàn xã. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 xã Yên Khương cũng chỉ đạo các thôn bản tăng cường công tác tuyên truyền, giám sát, phát hiện, nắm bắt thông tin từ cơ sở, nhất là tiếp tục phát huy vai trò của các tổ COVID-19 cộng đồng trong công tác phòng chống dịch. Tôi là trách nhiệm là một tổ giám sát cộng đồng ở đây á, thì tôi là thường xuyên là nhắc nhở những có cái trường hợp là có công có việc đám tang đặc biệt á, thì tôi phải là đến trực tiếp, phải là hạn chế. Cái thứ nhất là không tụ tập đông người quá quy định của nhà nước, và cái thứ hai nữa là về phía gia đình phải đeo khẩu trang và phải có nước rửa tay sát khuẩn. Và cái còn có trường hợp nữa thì không được mời những cái người cái khách xa đến. Và cái thứ hai nữa là cái trường hợp là cái từ vùng dịch đến là chúng tôi là phối kết hợp với các ban ngành, các cái chốt không thể cho vào cái khu vực là địa bàn của thôn bản. Còn cái trường hợp mà đối tượng được cách ly, dù là hết cách ly, chúng tôi cũng hạn chế không cho đến là phúng viếng, là đối với gia đình hoặc là tập thể gì đó, chúng tôi không cho đến, là chống cái trường hợp là lây lan dịch bệnh ấy. Để tạo thuận lợi cho công dân yên tâm thực hiện đúng đủ thời gian biện pháp phòng bệnh trong thời gian cách ly, đối với những công dân có gia đình ở gần địa điểm cách ly thì người nhà mang cơm, nhu yếu phẩm và đồ dùng sinh hoạt đến cho người cách ly. Trong trường hợp người cách ly ở các thôn bản xa, xã sẽ bố trí cán bộ đoàn thể thay phiên nhau nấu cơm và phục vụ nước uống cho người cách ly, đồng thời hỗ trợ chi phí thực hiện cách ly đối với những người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.